Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi 4, trang 47, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau. Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp. Chúng ta cùng đến lời giải chi tiết. Vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp. Sắt tham gia vào quá trình tổng hợp nhân diệp lục. Magie nitơ tham gia vào cấu trúc của phân tử diệp lục. Nitơ, phosphor, lưu huỳnh tham gia cấu thành nên enzyme quang hợp. Kali điều tiết độ mở của khí khổng. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi 4, trang 47, sách giáo khoa sinh học lớp 11.